làm cái gì mà không cảm nhận được à? À, thế này, ông làm lại nhá. Đấy. Ông kìa, ông đừng làm như thế chứ. Thế là thế nào? À, là thế này gì? Ôi ông ơi, ông làm như thế là bà thấy bà đánh con chết đấy ạ. Ôi, bà nào? Tôi ông hỏi mày nhá, ở cái nhà này ai là người to nhất? Hả? Dạ. Mày trả lời ông đi. Con mời ông. Ở cái nhà này thì tất nhiên là bà to nhất rồi ạ. À? Cái gì? Sao lại bà là bà thế nào? Bố láo. Thì chả thế, ông chả sợ bà phải phép còn gì. Ông sợ đâu mà sợ. Đấy là ông nể bà để cho nó êm cửa êm nhà thôi nhá. Mày phải nên nhớ ở cái nhà này nhá, bàn tay ông làm nên tất cả. Có đúng không? Bàn tay ông làm nên tất cả, nhưng tất cả lại vào tay bà. Chìa khóa ông lại cầm. Mà này, mày có vẻ không tin ông có uy nhỉ. Bây giờ thế này nhá, mày đi theo ông ra ngoài làng nhá. Từ đầu làng đến cuối làng, ai gặp ông đều phải cúi đầu chào hết. Thì vâng, người ta cúi đầu chào ông đấy, nhưng mà mồm người ta vẫn lẩm bẩm đấy ông ạ. Cái gì? Lẩm bẩm cái gì? Người ta lẩm bẩm cái gì làm sao mà con biết được. Mà con nghĩ nhá, lẩm bẩm như thế chỉ có chửi ông thôi. Hả? À, hoặc có thể là người ta khen ông nữa. Đúng, khen thì còn được chứ. Chửi thì ông, có mà ông vặn cổ đầu từ đằng trước đằng sau luôn. À, hôm qua đi yên cỗ ở dưới làng dưới ấy. Người ta lại giữ lại đánh tổ tôm cả đêm. Bây giờ người ông nó cứ đau êm. Đưa tay đây nào. Dạ. Thấy đây. Ô, ông. Đi vào đi. Ông ơi, vào trong làm gì ạ? Đã bảo thế, ông đau người thế thì vào đấm lưng cho ông tí. Ông cứ ngồi ở đây để con đấm cho ông ạ. Cái gì? Ngồi ở đây đấm á? Ở trên trông xuống người ta trông vào thế thì bảo là bóc lột sức lao động của con. Hiểu không? Thôi, đi vào trong nhà, đi. Thôi ông ơi, không sao đâu ạ. Ông cứ ngồi ở đây đi để con đấm cho ông. Ông bảo mày có vào mày đấm không? Mày có đấm không để ông đấm mày luôn. Ông ơi, con xin ông. Xin cái gì? Con xin ông đừng đấm con. Và con cũng không phải đấm ông nữa ạ. Không phải đấm ông cái gì. Tôi không cần đấm, vào bóp vậy. Ông ơi. Bóp đi. Bỏ ra. Bóp đi. Ôi trời. Này. Bà ăn mới chả nói. Bóp nó bóp cái gì? Thế vừa thấy đi bảo bóp ai đấy? Tôi là tôi đang kiểm tra đạo đức của con này. Hay là kiểm tra cái tư cách của ông? Tư cách của tôi á? Này, riêng tôi nhé, cả một bầu trời tư cách nhá. Cái con này so với bà làm sao được? Tôi không phải như cái lão phú ở làng bên đâu. Đấy, năm thê bảy tiếp vừa mới đi xong đấy. Chết có mang được thiếp nào đi đâu. Thế hả? Ừ. Còn cả ông nữa đấy. Ừ? Sắp đi luôn rồi đấy. Cái gì? Tôi à? Này, còn lâu mới đi nhá. Khỏe như châu húc mã thế này cơ mà. Tránh nhà trong ngồi. Tình tướng. Cô mời bà. Bà thấy á? Bà nói chứ đi là tôi ngồi luôn xuống. Ui. À, lạ thật. Làm sao? Còn cả ông nữa đấy, nhá. Tôi không đùa với ông đâu. Sắp đi rồi đấy. Mà còn đi nhanh hơn cả cái lão phú hộ nữa cơ. Tôi đã nói với bà rồi, tôi khỏe còn hơn cả voi nhá. Mà tôi ngồi ở đây rồi, tôi không đi nhá. Tôi bảo là ông đi tù ấy. Cái gì? Đi tù à? Ở cái làng này là cái thằng nào có thể cho tôi đi tù được. Thôi, mấy cái mồm thôi. Hôm qua, đánh tan cũng tôi đi nghe bảo nhắn nhau là chuẩn bị có ông quan trên về đi hành ở làng mình đấy. Nghe thấy chưa? Việc ông vi hành thì là cái việc của ông ấy ảnh hưởng gì đến tôi? Ủa kìa, thế ông ấy vi hành về đây làm gì? Thế không phải là về để kiểm tra ông à? Bà không phải lo nhé. Ông cứ
ngồi đâu thì ta để lót đấy, ngồi đâu ta để lót đấy. Thế là sao? Biết thì ta đi chỗ nào mà lót? Ông này không biết. Thế đã biết mồm ngang mũi dọc của ông ấy chưa? Hả? Không biết là ông đi hướng nào chưa? Biết. Con này, mày đứng đây làm gì? Dạ. Đi vào cơm nước. Con xin phép ông bà. Có cả mắt. Nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Còn đứa láo. Tính tướng. Đấy. Thế bây giờ ông tính đi. Công nhận. Phải nói là cái trà quan này liêm khiết thật. Thật nào mấy lần mình xin phép được diện kiến mà dứt khoát không cho gặp. Thế này ông gặp bố quan làm cái gì? Thế này gặp bố quan. Thế thì vừa bảo là cha quan đấy còn gì nữa. Ý tôi nói là cái ông cha quan ấy. Lại gặp cả ông của quan nữa à? Cái bà này tối dạ thế nhỉ? Nói là cái ông quan ấy. Thế là thế nào? Là cái ông quan mới lên ấy. Ôi giời ơi, thì bảo là quan thì cứ đi. Ông quan với cả là cha quan thì ai mà biết. Tôi nói cho ông biết nha. Ông quan đấy mà vi hành về đây ấy, thì cái việc đầu tiên ấy là ông ấy sẽ kiểm kê xem nhá, là quỹ ở làng này được chi vào cái việc gì, mà cái người nào cầm quỹ là ông đấy nhá. Từ xưa tới giờ ông vơ vét của dân bao nhiêu. Đấy, chưa kể cái vụ gần đây nhất đây này, cái vụ mà cứu trợ đây điều đấy. Ông không những là ông ăn của làng này, ông lại còn đớp cả làng mấy nữa. Thế rồi đi tù cả lũ với nhau. Ai đớp? Hả? Lại còn ai nữa? Nó vào cái này này. Nếu không đớp thì lấy tiền đâu mà xây nhà mới? Hả? Nếu không đớp thì lấy đâu ra mà mỗi một tuần trăng thì đưa cho bà đi 40 quan ấy để bà đi tiêu vặt, bà đi chơi tam cúc. Thôi, nói bé thôi. Xấu chẳng ngủ ai. Thế định vạch áo cho người xem lưng đấy à? Tại bà bây giờ tôi mới ngồi thế này, tôi cúi bàn bạc với ông. Xem nó bây giờ phải tính cách như thế nào. Chứ quan mà về đây là chết cả tôi cả ông đấy. Bà lo ngay khẩn trương cho tôi cái vấn đề kê. Tôi nghĩ rồi. Người ta bảo là cái ông quan này ông chỉ thích đi vi hành thôi. Mà bình thường vi hành thì ai lại cải trang ăn mặc giống quan? Thế thì người ta phát hiện ra là quan à, đúng không? Nên là tôi tính ấy, là kiểu gì là ông ấy cũng sẽ cải trang. Một là ông ấy cải trang thành dân thường. Mà hai là có khi lại cải trang thành cả ăn mày đấy, đói rách đấy. Tôi sẽ sai con sen nhà mình đi ra ngoài đầu làng kia đứng thám thính xem sự vụ thế nào. Nếu mà thấy ai khả nghi nhá, thậm chí là lạ mặt nhá, đi vào làng mình là bứng đưa ngay vào nhà mình luôn. Lúc đấy nhá, ông phải tỏ ra là một người rất nhân từ tốt bụng cho tôi. Vợ chồng mình phải tích cực làm việc thiện vào. Quan vi hành quan thấy như thế, có phải là quan khen không? Đấy! Thế có phải là mình đảo ngược tình thế không? Mà thậm chí nhá, quan vui, quan phấn khởi, quan về, quan lại tấu bẩm lên trên. Rồi có khi là mình lại được thêm mấy khoản nữa để về cứu trợ làng này đấy. Ôi giời đất ơi, có cái nghề nào mà giàu hơn cái nghề làm phúc hả ông? Công nhận là các cụ nói cấm có dài, giàu vì bạn, sang khôn vì vợ đấy. Thế vừa đi nghe thằng nào đấy bảo đấy, là đời này đã phải có là nhiều thiếp nhiều thê, giống như là cái ông phú hộ ở làng bên đấy. Đi có mang được thiếp nào đi đâu. Cứ liệu cái thần hồn chỉ thích bóp của người thôi à, rồi quay ra quay vào ấy, người bóp của mình đó. Bà vừa nói cái gì đấy? Đứa nào giỏi vào nhà này mà bóp đây? Ông ơi, con mời ông bà xuống chơi ạ. Mày để bà bóp chết tao à? Chơi cái gì? Dạ, con mời ông bà xuống xơi cơm ạ. Được, bà bóp chết ông. Đi vào mời bà. À, vâng. Cơm gì thì ông lượn ít thôi. Chóng hết cả mặt. Sốt ruột quá. Tôi nghi lắm. Nghi cái gì? Bà nói có đúng không? Có đúng là cái hôm vừa rồi
bà chơi tam cúc với vợ ông Lý không? Hay là ngồi với ông Lý? Này, ở cái nhà này là ông không có cái lời ăn tiếng nói gì đâu nhá. Hay là muốn ăn cắt bỏ cho người? Tôi có muốn bóp không? Vậy. Thế tại sao giờ này không thấy quan đâu? À? Ông hỏi tôi thì tôi vạch đầu gối để tôi hỏi à? Vì thì chả thấy, thấy hành. Sao ông dốt thế hả? Thế thì mới là quan, chứ không thì đã là dân thường rồi. Có hiểu thế nào là vi hành không? Quan vi hành là người ta phải đi kín đáo, đúng không? Đi đêm đi hôm, đi mây về gió. Chứ không cứ thì người ta cứ khơi khơi rồi đi giữa đường để cho ông nhìn đấy, để ông bế vào nhà. Ông ơi! Cái con, giật cả mình. Dạ bà. Ôi dồi. Trời ơi, mày ngậm ngay cái mồm mày ngại. Dạ, tại con đứng canh ở kia lâu quá, con buồn ngủ ông ạ. Mày còn buồn ngủ? Thế cái việc ông giao cho mày thế nào rồi? Dạ, con thấy gì không? Con có thấy ạ. Thấy cái gì? Thấy à? Thấy... Con chỉ thấy mũi đốt sưng hết cả chân. Trời ơi, cái ngữ này nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Ăn hại, đáy khai. Bà từ từ đã, con đã nói hết đâu. Con còn thấy một thằng cao to, ăn mặc thì rách dưới, lôi thôi luộm thuộm, cứ lởn vởn ở cổng nhà mình ấy bà. Con nghĩ như thằng mày ấy. Bà thế nào? Đúng rồi. Đúng cái gì? Đúng là ngài rồi. Này, ăn mày thì lấy tiền đâu ra để mà ăn cho nó to cao được. Thôi đúng rồi. Đấy. Quan đấy. Ôi giời ơi, cái con này. Mày có đứng được mặt ra đấy à? Đi ra bế quan vào. Vâng, con đi ngay đi ạ. Nhanh lên. Nhưng bây giờ con mới thấy được công nhận chứ bà giỏi. Chứ ạ. Về đó là gia đình nhà tôi có phúc mới rước được bà về làm dâu đấy. Tôi nói cho biết nha. Họ nhà ông là mả táng hàm rồng mới cưới được tôi đấy. Bà nói thế lại hơi quá. Chả thế thì sao? Mà này. Về. Chuẩn bị chưa? Yên tâm, tôi dắt vành váy rồi. Nhớ rồi, mạnh tay chứ. Biết rồi, lúc này còn phải dắt. Gửi làm phúc rồi để... Này, nghe tôi dặn đây này. Cái tánh ông ấy, lái kinh người lắm. Nhất là những cái người mà đói cái rách thì ăn mày đấy. Hôm nay là quan nhá, quan đi vi hành. Thế nên là lời khó chịu mấy thì khó chịu, nó phải cố đấy. Cố mà diễn vào, biết chưa? Trường hợp hôm nay thì bà không phải nghĩ. Thế còn bình thường ra đây thì ăn mày chả thế bà bắt tôi nga hàng phải lứa chúng nó à? Bé bé cái bụng. Ông bà ơi, thằng ăn mày vào rồi ạ. Ôi giời ơi, cái con rời đánh này, thằng nào? Dạ dạ, rước ngài vào, ngài vào đi ạ. Để mời ngài ngồi. Kính ngài ạ. Ngài ngồi đây ạ. Ây chết, hơi khấu lại ông bà, tôi không dám ngồi đâu ạ. Tôi không dám ngồi đâu. Ngài ơi, ngài cứ ngồi xuống đây ạ. Ngài đừng nói thế, ngài mà nói thế thì tổn dương vợ chồng con đấy ạ. À. Kính ngài ngồi ạ. Ngài cứ ngồi tự nhiên. Dạ. Khấu lại ông bà, tôi thân ăn mày. Ông bà rủ lòng thương bố tí cho chút ít. Ấy chết thì sao ngài lại nói thế? Gia đình nhà tôi được cái cứ thấy những người mà khó khăn vất vả là gia đình nhà tôi hay làm phúc lắm. Đúng rồi. Ngài ơi, nhìn tay chân ngài run thế này thì chắc là từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng ạ. Dạ bẩm ông bà, không phải từ sáng đâu mà mấy ngày hôm nay rồi. Ôi, cả nhà tôi đã có miếng gì vào bụng đâu. Ôi trời ơi, đi vi hành mà vất vả quá mình nhỉ. Ông bà rủ lòng thương. Ông bà rủ lòng con kia. Dạ. Đứng đây à? Con sen. Dạ. Con xuống bếp làm cơm, bên cơm lên đây để cho ông bà tiếp ngài nhé. Vâng ạ, con đi ngay đây. Này, bà để sẵn cút rượu ngon, nhớ mang lên đây nhá. Vâng, con nhớ rồi ạ. Ừ. Thôi thì để nhân tiện ngài đã đến đây rồi thì mời ngài ở lại xơi cơm, uống với gia đình chén rượu cho ấm lòng. Đúng rồi. Bà cũng muộn rồi thì ngài ngủ ở lại đây, mà ngài ở luôn ở đây vài ba ngày cũng được ạ. Dạ, nếu mà ngài không chê thì cứ ở lại tại xá ạ. Tôi lạy ông bà có rủ lòng thương thì cho bố thí cho tôi chút ít. Tôi không ở lại ăn cơm được đâu. Tôi còn mẹ già, con nhỏ đang chờ ở nhà.
cũng nói mấy ngày nay rồi. À, ôi giời ơi, cái vấn đề này tôi hiểu rồi. Ngài ơi, ngài cứ yên tâm, ở đây cơm no rượu say nhá. Thế còn cái việc mà gia quyến nhà ngài thì tôi đã lo đây rồi. Ra đây gọi là một chút lòng thành hai vợ chồng nhà tôi, biếu cụ ở nhà nhá. Khấu lại ông bà, khấu lại ông bà. Ôi giời ơi, ngài ơi, ngài không cần phải khách sáo đâu. Nếu mà thiếu thì lần sau đến đây, vợ chồng tôi phải đưa thêm. Ôi, sao lại nhiều thế này? Ôi, không có đáng gì đâu mà. Đức nhà tôi quá, khấu lại ông bà, khấu lại ông bà. Dạ thưa ngài, không phải riêng ngài đâu. Cứ ai đến ăn xin qua cổng nhà tôi là vợ chồng tôi đều làm phúc như thế này đấy ạ. Có bao nhiêu trò tất ạ? Cả đời đi ăn mày, tôi chưa gặp được gia đình nào lại tốt như ông bà, phúc đức nhờ ông bà. Nói thật, cả nhà tôi không biết đến bao giờ mới trả được cái ơn đức này của ông bà. Khấu lại ông bà, ngày, cảm ơn ông bà. Ngài đừng nói như thế. Cái quan trọng chỉ cần là khi nào ngài về, ngài thưa với cấp trên là gia đình nhà tôi là gia đình phải nói là chuyên làm phúc làm đức. Dạ, vâng, tôi về, tôi sẽ nói với bố mẹ tôi, về trên nhà tôi, cảm ơn phúc đức, mang ơn phúc đức của ông bà. Vâng. Được thế thì còn gì bằng ông nhỉ? Dạ, dạ. Thế tôi xin ông bà, tôi cảm ơn ông bà. Ôi, anh chết, ngài ở lại xin cơm đã. Không, 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 tôi không ăn cơm đâu. Tôi còn mẹ già, con nhỏ ở nhà. À, thế thôi, cho tôi thế xin tôi không, không dám giữ ngài. Dạ, dạ, dạ. Con xem đâu? Dạ. Đưa ngài về. Dạ. Vâng ạ. Dạ. Dạ. Thế là xong rồi. Ôi trời ơi, xong rồi ông ạ. Ôi trời, dễ quá. Tôi lại tưởng là ngài vi hành thế nào. Chứ thế này thì thêm 10 ngày nữa vẫn được. Nhưng mà hôm nay là vợ chồng mình phải nói là ăn ý nhau quá. Này, ông diễn hơi bị hay đấy. Đùa với tôi. Bà tung cái nào là tôi hứng được hết. Được, được, được. Hay là khi nào tôi tung sang cái là bà cũng đỡ được luôn. Thôi được rồi. Nhẹ hết cả lòng ông ạ. Ông bà ơi, con lại nhìn thấy ạ. Nhìn thấy cái gì? Lại là thằng ăn mày. Ở đâu ra mà lắm thế? Con làm sao mà biết được? Đóng cổng vào, không cho nó lang thang ở cổng cho mình. Nhưng mà ông ơi, thằng ăn mày này nó lạ lắm. Con đóng cửa rồi nó cứ hùng hồn đi vào cơ. Hùng hồn là thế nào? Trông có thế nào? Bé, con lùn không ạ? Cái ăn mày thì lấy tiền đâu ra mà chả bé và lùn. Này, đóng cổng nhá, đuổi cổ nó đi, không cần thiết thả chó. Nhưng mà ông bà ơi, nó đây rồi. Dạ, con chào ông bà. Này, chào mà hỏi cái gì? Cứ đi ra ngoài. Xéo. Dạ vâng, con xéo đấy ạ. Tao không bảo mày, tao bảo mày lượn. Dạ thưa ông bà, con đã vào đây rồi thì xin phép ông bà cho con nán lại một chút có được không ạ? Mày láo nhỉ? Tao lại phi cho Trung Quốc vào mặt bây giờ. Hả? Dạ, ông bà cho con hỏi, đây có phải là nhà ông bà Phú Tèo không ạ? Ăn mày mà giỏi nhỉ? Giỏi cái gì? Nó biết Phú Tèo đi còn gì nữa. Này, mày là cái thá gì mà mày lại dám gọi tên húy của ông ra như thế hả? Mày biết như thế mà mày không biết sợ à? Hả? Dạ. Dạ thưa ông, con biết ạ. Con biết là ông ra cửa là mọi người phải cúi gập đầu để chào ạ. Đúng. Dạ, ông đi đến đâu là dân làng sợ đến đấy ạ. Đúng. Thế chính tỏ rằng những lời bá tánh đồn đại về ông là ông bòn rút, bóc lột và đàn áp dân chúng là đúng ạ. Đúng luôn, không lấy đâu ra mà quần áo lượt như thế này. Không khôn hồn mà xéo đi. Mày thân phận là con sâu cái kiến, mà đi tìm hiểu về ông rõ ràng như thế này, mày không sợ được ông gì mà chết cả họ rồi mày luôn. Dạ, con biết ạ. Con biết là phận con sâu cái kiến, bá thánh thấp hèn, thì ông gì mà chết ạ. Chứ còn gì nữa. Thế hôm nay con đến đây, đến cửa nhà ông bà, con mời ông Di hộ con gái ạ. Lệnh bài à? Hóa ra đây, đây chính là ngài đấy ạ. Ngài là... Ngày hôm nay, ta thực thi vi hành,
ta mới tận mắt chứng kiến những lời đồn đại của bá tánh về vợ chồng nhà ngươi. Vợ chồng nhà ngươi đã đàn áp bóc lột bá tánh như thế nào? Ôi trời ơi, ngài ơi, vợ chồng con lạy ngài ạ. Vợ chồng con cắn rơn cắn cỏ, con lạy ngài, xin ngài tha cho vợ chồng con à. Ôi ngài ơi, ta biết là vợ chồng nhà ngươi vô tội. Dạ đúng ạ. Nhưng còn cái vụ hộ đê rồi cứu trợ lũ lụt nữa, vợ chồng nhà ngươi ăn sao dạ, oan 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 ức lắm mà. Vợ chồng con nào oan uống được cái gì đâu ạ. Thôi được rồi, oan hay không oan thì ngày mai lên công đường sẽ rõ. No. No. Ai đấy? Ông ạ. Mày. Mày bỏ cày. Mày ra đây mày ngủ à? Ông ơi, con cũng cày xong một thửa rồi ạ. Hay là bây giờ mặt trời nó cũng đứng bóng rồi. Ông cho con về nghỉ ăn cơm, xong chiều con ra con cày nốt ạ. Ông hỏi mày. Đến giờ ngọ mà đòi ăn cơm. Dạ vâng ạ. Mày muốn cơm mà mày không muốn làm thì mày cũng mà ăn. Đi làm đi. Dạ. Đến giờ ngọ, tao bảo con Sen mang cơm ra. Dạ, dạ vâng ạ. Con xin phép ông ạ. Có cái loại muốn ăn mà không muốn làm. Có mà ăn. Chờ đấy. Thời tiết đang nắng thì mưa, đang trưa thì tối. Nắng nắng mưa mưa thất thường. Ờ, con Sen đấy hả? Dạ. Mày đi đâu đấy? Ờ, con mang cơm cho anh Nô ạ. Ai bảo mày? Ô thì, ông bảo con đấy ạ. Ông dặn con là cứ đến giờ này thì nhớ phải mang cơm ra đồng cho anh ý mà. Ông dặn à? Vâng ạ. Đưa đây ông xem nào. Ờ, dạ. Đây ạ. Ờ, ít quá hả ông? Đấy, con cũng đang nghĩ thế. Anh ấy đi làm ở ngoài đồng kia vất vả lắm. Ăn thế này làm gì bỏ dính ruột ông nhỉ? Ai bảo mày là ít hả? Dạ. Thằng Nô nó bé tí thế, ăn làm gì mà nhiều hả? Này, cho nó ăn cái này thôi. Dạ. Đi. Dạ. Đi. Ăn lắm làm cái gì? Ăn no rồi lại lười. Rồi. Anh Nô! Anh Nô! Vặt vặt. Ơi. Đi. Đi. Anh nghỉ tay ăn cơm nào. Cô chờ tôi một lát để tôi cày nốt luống này đã nhá. Thôi, vặt. Anh để đấy đi. Đằng nào mà chả phải cày, ra ăn cơm cho nóng. Đi. Sắp xong rồi, cô chờ tôi một lát thôi. Đi. Ê. Đi 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 đi. Đi. Nào, đi ra kia nghỉ nào. Ê. Đây. Cô xem thấy à? Anh đấy. Cái gì đấy? Cơm. Ô. Cơm à? Cảm ơn cô Sen nhé. Ông Phú tốt thật đấy. Đúng như lời ông Phú nói cô ạ. Ông ấy nói gì ạ? Ông nói là bây giờ mặt trời nó cũng đứng bóng rồi. Ông cho con về nghỉ ăn cơm, xong chiều con ra con cày nốt ạ. Ông hỏi mày. Đến giờ ngọ mà đòi ăn cơm. Dạ vâng ạ. Mày muốn cơm mà mày không muốn làm thì mày cũng mà ăn. Đi làm đi. Dạ. Đến giờ ngọ tao bảo con Sen mang cơm ra. Đấy, cô Sen. Mặt trời đứng bóng này, có cơm ăn luôn. Thôi, anh ăn đi. Thế mà lúc nãy ông Phú đánh tôi có mấy cái, tôi lại nghĩ xấu cho ông Phú. Cô cầm giúp tôi. Đây. Ờ. Đấy, cô Sen xem. Ông Phú ngày nào cũng bắt tôi đi cày từ lúc sáng sớm tinh mơ cho đến lúc gà lên chuồng.
Thế mà cho ăn có một rún cơm như thế này thì đến con bò nó còn không có sức, nữa là con người. Khổ, biết là thế, nhưng mà thôi, anh cố ăn đi. Tôi bảo này, cố ăn đi, xong rồi ở nhà ấy, tôi có luộc mấy củ khoai, tí về tôi rúi cho nhá. Ở nhà cô Sen có củ khoai à? Ừ. Thì cảm ơn cô Sen nhá. Ăn đi. Tôi ăn đây. Cơm ngon lắm quá. Ông ơi, con mời ông ra ăn cơm ạ. Mưa to quá ông ơi. Ông ơi, ông cứ ăn cơm, xong khi nào thì ông gọi con nhá. Con xuống dưới bếp, con đang dở tay nồi cám ạ. Này, con nhìn xem con cá có cái gì lạ không? Ô, con cá này là cá rán, tươi ngon mà ông. Biết là cá rán rồi, thế nhưng mà mày nhìn nó có thấy khác khác thường không? Ông ơi, lúc nãy con rán, không may nó bị sáp vào cái xanh ông ạ. Thế cái phần không may sáp vào cái xanh ấy đâu rồi? Con đổ đi, con rửa sạch, con cất cái xanh đi rồi ạ. Thôi được rồi, cứ tạm coi như thế đi. Dạ. Thế con xin phép ông, con xuống ạ. Từ từ, để ông kiểm tra đã. Ôi, ôi trời. Đấy, mày thấy chưa? Thế như vậy cái phần này cũng sát à? Ông ơi, con không biết thật ạ. Mày ăn vụng đúng không? Ông ơi, không phải con đâu ạ. Con nào có dám động mồm vào ạ? Há cái mồm ra lại gần đâu. Dạ. Há to ra. Ăn vụng con mày. Ông ơi, không phải con đâu ạ. Ăn vụng cá bao giờ cũng có cái mùi tanh ở mồm. Mang mồm lại đây để ông ngửi. Ừ, toàn mùi dưa với cà thôi. Đấy, con bảo với ông mà, con không dám động mồm vào con cá đâu ạ. Ở cái nhà này, không mày thì thằng Nô. Thôi được rồi, thằng Nô đâu? Anh Nô ở dưới bếp ạ. Gọi nó lên đây cho ông. Dạ vâng ạ. Mày vào đây mày chết với ông. Anh Nô ơi! Đây! Ông gọi! Rồi! Ông ơi! Ông gọi con ạ! Ông gọi con! Mày làm sao mà ho mà giọng nghe lạ thế? Dạ thưa ông! Con bị đau cổ họng! Trời! Ai làm mày đau cổ họng hả? Dạ! Bẩm ông! Hôm qua con đi tắt cá! Con tát từ chiều cho đến đêm khuya, con bị lạnh, con bị ho. Tao nghe cái tiếng ho này lạ lắm. Tiếng ho này là tiếng ho của hóc xương cá. Dạ bẩm ông, con làm sao dám ăn xương cá của ông được ạ? Con không dám ăn vùng cá của ông đâu ạ. Ông đừng đổ ăn cho con. Không ăn, không ăn vùng thì ai ăn? Mày mang cái mồm mày lại đây thở cho ông ngửi xem nào. Trời ơi ông ơi, tự nhiên ông lại bảo con thở vào mặt ông ấy, con làm sao? Ông cho phép. Thôi. Ông bảo thở. Trời ơi, toàn mùi tanh của cá thôi, mày còn giấu cái gì nữa hả? Dạ ông ơi, con xin ông đừng đổ oan cho con. Con đi bắt cá thì không chỉ là mồm con có mùi cá, mà tay, chân, cả người đấy ông, không tin ông ngửi xem. Đúng, toàn mùi tanh của cá thôi. Đây, ông đổ oan cho con. Mà ông ơi, các cụ bảo là chó treo, mèo đậy. Con thấy con mèo, nó ngồi dưới bếp, nó đang liếm láp nhưng nó vừa ăn cá của ông xong. Con mèo này ăn rất khôn. Thôi được rồi, ông cứ coi cái chỗ cá mày ăn này là con mèo nó ăn nhá. Cái gì?
Thôi ông bỏ qua. Lần sau mà thế thì chết với ông. Ông ơi, con xin ông con xuống bếp ạ. Bụt. Sen, mà Sen đâu rồi? Dạ. Mày mang cái dạ lên đây. Đây ạ. Dạ, ông cho gọi con ạ. Mày nhìn xem cái mâm có cái gì lạ không? Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Sao lại chỉ còn 2 quả trứng? Còn 4 miếng giò. Rõ ràng con nhớ là lúc con sắp mâm là 3 quả trứng, 6 miếng giò. Tại sao lại có thể thiếu được như thế nhỉ? Ôi ông ơi, ông ơi, ông ơi, con không biết gì đâu ạ. Con không hề dám động mồm vào đồ của ông đâu ông ơi. Nếu không phải mày thì ai vào đây? Ôi ông ơi, oan cho con quá ạ. Con nào có dám ạ? Mày gọi thằng Nôn lên cho ông kìa. Dạ vâng ạ. Anh Nôn ơi. Gì? Ông gọi. Mày vào đây. Ông cho gọi con à? Ông lại đổ cho con ăn vụng đồ ăn của ông đúng không ạ? Thế không mày thì ai? Hả? Nhà này bao nhiêu người, tại sao ông cứ đổ vấy cho con ấy? Nào con được miếng nào? Con đang ở dưới bếp con cho lợn ăn mà. Tao nhìn thấy cái mép của mày vẫn còn cái vết vàng vàng của trứng. Đấy, đấy nó đấy, đấy. Đâu? À, ông ơi. Cái gì? Đây là cám lợn ạ. Cám lợn. Sao cám lợn lại ở mép mày? Con đang cho lợn ăn. Tức là con nếm xem là cám lợn nó nóng hay nó nguội để con cho lợn ăn ạ. Ôi, sao nơi khá nhỉ? Vâng. Mà ông ơi. Sao? Con đã bảo ông rồi. Chó treo mèo đậy. Ông phải đậy cẩn thận vào. Không thì bọn chó bọn mèo nó ăn. Ông cứ đổ cho con. Mà vừa xong con thấy con chó lúc nãy nó nằm ở đây. Bây giờ không thấy nó đâu. Chắc chắn là nó ăn của ông. Được rồi. Lần này ông lại coi cái quả trứng mày ăn là con chó nó ăn nhé. Dạ vâng. Thôi mày cút xuống bếp đi. Dạ. Cho lợn ăn tiếp đi. Dạ vâng ạ. Con chỉ phép ông ạ. Ông sẽ có cách trị mày. Thuốc độc á? Có cái gì mà thầy hốt hoảng thế? Nhà đấy ba đời chỉ có làm thuốc bổ đâu. Nhưng mà làm thuốc độc. Đã làm được thuốc bổ thì làm được thuốc độc. Nhà ông cần thuốc độc để làm gì? Để thử. Thử cái gì? Cái thằng ở của tôi rất giỏi ăn vụng mà lại cãi rất tài. Không lần nào bắt được. Cho nên tôi thử thuốc độc để trị. Có đấy. Nhưng mà tốn. Tốn bao nhiêu tôi cũng chịu. Yên tâm đi, tôi thử thôi. Thôi được rồi, ông đợi đấy. Này, mẹ vào đây phải không? Dạ. Đấy, tay vẫn cầm chén đây này, thấy chưa? Suốt ngày bảo chó treo mèo đậy. Đấy, chó đấy, mèo đấy. Đậy đấy. Ông ơi, anh nộ anh say rượu à? Say cái gì? Chết rồi. Ôi ôi. Chết. Sao anh lại chết được ông ơi? Nó uống rượu độc. Cái tội ăn vụng của ông, ông phải chi. Ông ơi, ông cứu anh đi ông ơi. Cứu cái gì? Đây là bài học cho những kẻ ăn vụng, hiểu chưa? Anh nộ,
Anh Nô ơi, anh Nô, anh tỉnh lại đi anh Nô. Ai gọi anh? Ôi, tỉnh rồi này. Cái gì thế này? Anh tỉnh rồi. Nô. Có chuyện đây à? Ông. Mày chưa chết à? Con làm gì mà chết à ông? Thế mày uống cái rượu này chưa? Con uống rồi. Thế thế nào? Uống rượu này nó nóng hết cả toàn thân không ạ? Nóng nhất là từ gan bàn chân, xong rồi lên đến đầu gối, xong rồi lên đến hai tay. Sau đó là mắt con nó díp ra, con lăn cho con ngủ ạ. Sao ông? Chết rồi. Nó lừa ông rồi. Ai lừa ông ạ? Cái thằng lang băm này. Ông mua của nó rượu độc bao nhiêu là tiền, nó dám lừa ông. Thế được rồi, để ông sao cho nó một bài học. Ông đòi lại hết tiền. Ôi dồi. Này, dám lừa ông à. Cô Sen ơi. Dạ. Cảm ơn cô Sen nhiều lắm. Nếu mà không có cô Sen giúp đỡ tôi, nhắc tôi, thì tôi đã đi về theo tiên tổ rồi. Hôm ông nói sẽ trị anh, tôi đã nghe rồi mà. Thôi, tôi chạy xem ông thế nào nhá. Lão Lang, Lão Lang đâu? Lão Lang, Lão Lang đâu rồi? Lão Lang đâu rồi? Đây, phơi cái bụi đây. Tôi có nhìn thấy ông ở đấy đâu. Thế đêm hôm ông đến làm gì? Tôi nói cho ông biết nhé, ông ấy, ông chỉ là lang băm thôi nhá. Này, bỏ cái tay ra. Ừ, ghét nhất là những người vừa nói vừa chỉ tay xỉa xói vào mặt người ta nhá. Tay ông đang làm gì đây? Thế tôi ghét cả cái thói của tôi. Em sao? Còn làm sao nữa? Ông ban cho tôi, rượu này không phải là rượu độc. Ông giữ mồm giữ miệng, không được tôi báo quan đấy. Ông đi báo đi, ông đi báo luôn đi, để xem giữa tôi với ông ai đúng ai sai. Sai là như thế nào? Đấy, tôi muốn bỏ tiền ra mua rượu độc của ông. Tôi cho thằng Nô nhà tôi uống, nó có làm sao đâu. Ông bảo là ông mua rượu độc thì tôi bán rượu độc. Vô lý. Vô lý là vô lý thế nào? Uống gì đây? Tôi uống trước mặt ông xem. Thấy chưa? Ông thấy khỏe chưa? Có làm sao không? À, không làm sao à? Ừ. Ông nói một chữ nữa là ông ngã vật ra đây luôn. Cái gì? Tôi chết rồi, mình nói hai chữ. Ôi đau. Ai ô. Ôi đau quá. Sao tôi đau bụng thế này? Tôi nói với ông rồi, tôi nói là ông nói một chữ thì ngã vật ra đây. Nhưng mà ông nói đến hai chữ thì tôi chịu. Ôi trời. Ôi trời. Ông ơi. Ông ơi. Thầy ơi, ông con làm sao thế này? Ông ơi, ông làm sao thế ạ? À? Ông của nhà cậu ấy sắp chết rồi. Ôi dồi, thầy ơi, thầy là thầy thuốc, thầy cứu ông con với ạ. À? Thầy. Ông nhà cậu ấy là thử thuốc độc. Ôi dồi. Mà cái thuốc độc này ấy là ông mua về để đầu độc cậu, cậu biết không? Dạ, thưa thầy là con biết ạ. Chính vì là con biết là thuốc độc cho nên là con không uống ạ. Thế mày lừa ông à? Ôi ông ơi, không phải là con lừa ông. Con biết là thuốc độc cho nên con không uống. Chứ không phải con lừa ông đâu. Này cậu, sao cậu biết là ông đầu độc cậu mà cậu vẫn xin cho ông cái gì? Dạ, thưa thầy là con biết là ông con nhiều lúc đối xử không tốt với con, với cả người ăn kẻ ở trong nhà. Nhưng dù sao, ông ấy cũng cho chúng con miếng cơm manh áo. Thầy ơi, thầy ra tay cứu giúp, cứu mạng sống cho ông con với ạ. Con xin ông và con lạy ông ạ. Trời ơi, thầy, cái ông bệnh ơi. Của ông ấy, không. Không làm sao. Không là không chết được đâu. Không chết được à? Tôi biết là ông định đầu độc cậu này, cho nên là tôi cho một chút thuốc đau bụng vào thôi. Về chỉ cần uống nhiều nước, sau đó nó sổ hết, ngày mai là khỏi. Con đội ơn ông ạ, con đội ơn thầy ạ. Nhưng mà ông phải nhớ này,
ác giả ác báo gieo nhân nào thì gặp quả đấy ông ạ. À, ông ấy mà cứ có cái dắt tâm độc ác như thế thì lần sau thì chịu đấy. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Đưa ông về đi. Dạ vâng ạ. Ông ơi, mình về rồi ông. Ông ơi, con về ạ. Ông ơi, ui ôi. Ông đi từ từ đi ông ơi. Ôi. Đây tao hỏi chuyện. Ông đừng đánh con. Ai ơi. Mày này. Ôi con nào quảo. Ai cho mày ăn vụng của tao hả? Ông ơi con thề. Con không ăn đâu ông ạ. Mày đừng có cãi nha. Ở nhà ông ấy nhá. Mất một cái tâm ông cũng biết nhá. Con không ăn mà. Mày lại cãi hả? Bữa trước ông vừa ăn xong ông đếm rõ ràng ràng nhá. 3 miếng đậu, 2 miếng giò còn lại. Thế mà ông tìm thì chỉ thấy 3 miếng đậu với 1 miếng giò là thế nào? Con... Thế mày không ăn thì ai ăn ở đây? Con thề với ông con không ăn. Chắc là bà nhà mình ăn chứ con không ăn. Cái thằng này. Con chỉ đậu. Con không không. Mày lại dám đổ cho bà hả? Vợ tao béo như con cun cút như thế. Đang giảm cân ăn cái gì hả? À, thế không bà không ăn thì chắc con chó con mèo đó ăn như con cút. Thôi thằng này. Mày bố láo. Mày dám so sánh vợ tao với con chó con mèo à? Mày này. Con xin ông con không có ý đấy ông ạ. Khai ngay. Mày ăn thì mày phải khai ra. Con không ăn được đâu. Mày không khai tao đánh chết mày. Con không ăn à. Ông đánh chết con cũng không ăn mà. Mày không khai ông đánh mày chết nha. Ông ơi con không ăn mà. Ôi trời ơi. Này làm sao thế này? Ông làm gì mà ông cứ đánh nó? Cả nhà có một thằng người làm như thế này, quý như thế này mà ông đánh nó từ đầu làm cuối làm như thế là thế nào hả ông? Này tôi đánh nó bao giờ? Tôi đánh nó bao giờ? Đấy tôi vừa tôi nhìn thấy ông đánh nó còn gì nữa. Thằng này dạ. Tao có đánh mà không? Ông không đánh con cái nào. Thấy chưa? Không đánh à? Bà thấy chưa? Tôi có đánh nó cái nào đâu. Ông chưa mà đánh. Nó cứ giống lên như là lợn bị chọc tiết đi. Mà tôi đang hỏi nó thôi nhá. Ông hỏi gì? Tôi đang hỏi nó là tại sao tôi lại mất một miếng giò nhá. Tối hôm qua sau khi tôi ăn xong, tôi đếm rõ ràng là còn lại 3 miếng đậu và 2 miếng giò. Thế mà sáng nay nó dọn lên cho tôi ăn lại chỉ còn có 3 miếng đậu và 1 miếng giò. Nó không ăn thì chó ăn à? Hả? Chó nào ăn? Tôi ăn đấy. Bà ăn. Chứ không à? Bà ăn sao bà không nói cho tôi biết? Tôi ăn cơm của mấy ông không cho tôi ăn giò. Sáng là tôi đi làm tôi đói, tôi ăn đấy. Ui dồi ôi, bà béo như là cái thùng phi này, bà còn ăn giò nữa cho nó béo à? Tôi ăn thì tôi mới làm với ông được, chứ không ăn thì không làm được. Mà thằng này nhá, tại sao bà ăn giò mày không biết? Hả? Bà ăn thì làm sao mà con biết được? Ồ. Đúng. Với cả nếu mà con có biết, con cũng không giữ mồm mà lại được. Thôi, nhà có mỗi một thằng người làm cứ đánh nó thế này. Bà gì cả, nè, tao nói cho mày biết nhá. Tao nuôi mày để mày phải quán xuyến cái gia đình nhà này. Mà mày lại không quán xuyến cái gia đình nhà này. Bà ăn miếng giò mày không biết, thế có phải là tao nuôi mày là
phi công ông làm. Vâng, vâng, đúng rồi, đúng rồi, ông nói đúng rồi. Mà tại sao mày cứ khóc nhỉ? Tại sao tao đánh mày mày lại khóc nhỉ? Ông đánh con đau con khóc. Đánh đâu không được khóc. Vâng. Cầm. Vớ vẩn, mày cứ gào âm lên. Còn cả ba nữa. Đi ra ngoài đồng đi làm gì mà mặc cái váy này hồng cái này. Mặc cái váy này thì sao? Đẹp không? Thôi, đi về. Về thì về. Đi về. Ôi về. Bà đi trước đi. Xong về nhá. Đánh cũng không được không? Nhá. Đánh đâu như thế mà không cho khóc. Vâng, con về. Nhớ đấy. Đèn thế, đèn không còn một cắc bạc nào. Không hiểu là gặp ai mà đen. Thằng Nô đâu? Thằng Nô đâu? Dạ. Mày ra đây. Dạ. Con đây ạ. Bình thường mày nhìn thấy tao là mày đã mếu rồi. Dạ. Thế sao hôm nay mày tao đánh mày mà mày lại cười như là ma làm ấy là thế nào ạ? À? Dạ bẩm ông. Con không nói đâu. Mày không nói là tao đánh. Dạ không, ai em muốn đâu. Mày có nói không? Mày không nói tao cù, tao cù. Ôi ông. Con cái này không nói cho nhiều người biết được ông ạ. Tao không cần mày nói cho nhiều người biết. Mày chỉ cần nói cho mình tao biết là được rồi. Hả? Mày có nói không được. Tao cù. Dạ, con nói. Nói đi. Dạ. Thật không? Con làm sao dám nói dối ông ạ? Ấy. Dạ. Thật à? Vâng ạ. Thế con hến nó bán cái sung sướng cái thật à? Dạ vâng, con làm sao dám nói dối ông ạ? Ừ đúng rồi, mày làm sao dám nói tôi tao? Ừ thì mua có dạ, có nhiều tiền không? Dạ cái này ông mua được ạ. Mày mua cho mấy lần nhá? Con... Dạo này ông đen lắm nhá, oánh tổ tôm nhẵn như chùi, mua cho mấy lần cho nó đỏ. Ừ. Con không tự ý mua được ông ạ. Sao thế? Cái này phải nhờ qua mõ. Thằng mõ? Dạ vâng ạ. Thằng mõ thì có liên quan gì đến con hến mà phải qua thằng mõ? À. Mõ là mối ạ. À... Mõ mối là mờ đấy. À, thằng này kinh thật. Dạ. À mà cũng đúng. Con hến thì nó cũng phải biết là xấu hổ. Cho nên là nó phải nhờ qua trung gian ạ. Thằng mõ đúng không? Dạ. Thằng mõ là ông mối đúng không? Dạ vâng, ông tinh tế thật đấy. À, đúng đấy, như thế đấy ông ạ. Được rồi, thế thì để tao gặp thằng mõ. Vâng, ông mua cho nó sung sướng. Ừ, cho mày nói thật không? Dạ. Chứ sao mà con dám nói dối ông được? Chiêng làng chiêng trà ý ơ, thượng hạ tây đông mà ý ơ, ai mà thấy khổ mà buồn à phiền à, lại đây à tôi bán lời mà sướng à sướng, bán lời sướng sung sướng bán rẻ đó bà con ơi.
bán rẻ sung sướng nào, đại hạ giá nào bà con ơi. Mỡ. Sao? Mỡ. Này, ông gọi ai đấy? Lên đây. Lên. Tao gọi mày chứ gọi ai? Này. Thế ông gọi tôi hay là ông gọi con mực nhà ông mà ông này lưng? Hả? Mực với mõ thì khác gì nhau? Hả? Thì cũng đều là vần mờ mà. À? Mờ là nào? Mõ là mõ nói ra những cái lời văn hoa, à, những cái lời hay, ý tốt, ý đẹp. Đấy. Thế còn cái con mực nhà ông ấy là nó này... Thế cơ mà. Thì cả hai con đều dùng mõ. Vớ vẩn. Mày láo với ông à? Ông ấy cho một trận bây giờ. Con đùa ông tí, mới sáng sớm ông nóng quá. Mày bé cái mồm thôi. Cái chuyện này nó là chuyện tế nhị mà mày cứ oang oác cho cả làng cả tổng người ta nghe thế. Vậy thì chuyện tế nhị thì mình càng phải nói to. À, con xin lỗi, nói bé. Này, dạ dạ. Thế mày vừa giao cái gì đấy? Ai không biết à? Được. Mõ ăn, mõ. Tao không điếc. Vâng. Cho nên tao mới hỏi mày là mày vừa giao cái gì. Đấy, con giao cái đấy đấy. Đấy, đấy à? Cái sung sướng. Ừ, hến bảo mày đi giao cái sung sướng à? Ừ, thế chả thế thì ai? Ôi dồi ôi, này, tao mới chỉ nghe đến chữ hến thôi mà tao đã buồn rồn hết cả chân tay rồi. Dồi ôi, ông ơi. Ông mới chỉ có nghe thôi mà ông đã thấy buồn rùn, đã thấy rộn ràng, đã thấy rơi rớt. Thì đến cái lúc mà ông thực mục sở thị nó thì ông sẽ còn thấy là nó rực rỡ nữa ông ạ. Ngõ con cái đau không? Mày cứ làm như là mày thụ hưởng rồi không bằng chứ. Ờ thì đương nhiên là con phải biết thì con mới biết đường con đi giao chứ. Hả? À. Thế mày biết rồi mày mới đi giao. Vâng. Thế bao nhiêu? Ừ. Bình thường ấy là con bán 30. Nhưng mà với ông người làng có quen biết giảm giá 20. 20 hào không ạ? Mày điên. Sao nó bảo con điên? 20 hào là tao cưới được cả họ nhỉ nó. Giời. Này. 20 hào mà ông còn chê đắt đấy thì ông về nhà mà ông dùng nhá. Này. À ui móc đâu. Đứng lại. Mày buồn cười nhỉ. Thế bây giờ mua bán trao đổi thì nó phải được mặc cả chứ, nói bao nhiêu là trả bấy nhiêu. Mặc cả vừa thôi, ông mặc cả nó kinh quá. Kinh quá tao đã mặc cả đâu mà nó kinh quá. Này. Thế bây giờ tao trả một nửa, 10 hào. Ấy, đứng lại, thế là bao nhiêu? Đúng giá. Ừ. Thôi, ông trả 10 hào, cộng cho mày 1 hào là 11, được chưa? Ấy, mày còn đòi hỏi gì nữa, hả? Bên nhà ông Lý, ông ấy còn đang gọi con kia. Mà nhìn trông ông thì ăn mặc thì quần là áo lượt, áo gấm, áo hoa cơ mà ông lại mặc cả từng hào như thế. Nó có mất cái mặt của cái thằng nhà giàu không? Cái mõm mày, ta đã nói rồi. Quần gấm hay là quần lụa hay là quần vải thì cũng là người, cũng phải tiêu chứ có cái gì đâu mà. Mà thôi ông ạ. Thì tốt nhất là ông đừng mua. Đấy, con mang sang con bán cho cụ Lý. Đấy, cụ Lý cũng gọi con suốt từ sáng đến giờ đây. Lý nó cũng muốn mua. Vâng. Ôi trời ơi, Lý nó lấy đâu ra tiền? Thằng Lý có bao nhiêu tiền thì vợ nó giữ hết rồi. Vợ người ta giữ nhưng người ta chịu chơi, không phải như cái mặt ông. Giữ rồi thì lấy đâu ra mà chịu chơi? Ông lại chả chó chê mèo lắm lông. Vợ ông thì chắc là nó không giữ đấy. Vợ tao nó cũng giữ. Thế nhưng mà tao có quỹ đen. Quỹ đen à? Quỹ đen. Ừ, được rồi. Có được không? 11 hào. Không được. Thế bao nhiêu? Chốt bao nhiêu? Thôi đấy, 15 hào. Hả? Ông có mua không? 15 hào.
chả thế thì sao hả? Con thì là con cũng chỉ là đi giao thôi, chứ có phải của con đâu. Của con còn cho không ngầm. Cái mồm của mày ấy, có một cho chó nó nhại. Thôi được rồi, 15 thì 15. Có 15 hào mà ông ra cái vẻ nó khó chịu nhỉ. Nhưng mà hơi sót ruột. Ôi, thế sót ruột thì về nhà. À, thôi được rồi, đây trong này là có 10 hào. Ông đặt cọc trước, tối ông xong việc ông trả nốt nhé. Này này, tôi trả không? Ôi này, cái thằng này, mày làm sao nhỉ? Cũng bán ngay của cụ Lý ngay. Trật tự lý nào? Tao đây là tao đặt cọc để mày không bán cho người khác. Tối tao xong việc, tao sẽ trả nốt. Nếu mà ngon thì tao còn là khách thường xuyên cơ. Khách thường xuyên à? Chứ sao? Thôi nể ông lắm đấy. Ừ, này, đã đặt cọc rồi thì cấm có giao cho người khác. Dạ vâng. Chiêng lang. Tao vừa nói xong. Đặt cọc rồi thì đừng có giao nữa. Cất mõ ngay. Cút. Cút luôn. Sao trời nó lâu tối thế nhỉ? Hến đứa nào đấy? Đứa nào gọi con Hến bằng cái giọng thừa lưỡi đấy hả? Đứa nào được? Tao. Ông Phú ạ. Thế đêm hôm khuya khoắt như thế này ông sang đây làm gì ạ? Ông sang đây để ông mua sự sung sướng. Cái gì cơ? Mua sự sung sướng á? Thế nhưng mà ai bán mà ai mua? Úi dồi, mặt tỉnh khô, mặt tỉnh queo, nhận tiền rồi mà mặt tỉnh queo. Anh thôi, nhận tiền. Thôi, cái thằng mõ đấy, nó đi nó giao ấy. Thế là ông mới hỏi nó là, thế mày bán cái gì? Thì nó bảo là con giao hộ chị Hến bán sự sung sướng. Thế cho nên là ông đặt tiền và hôm nay ông sang để ông sung sướng. Trời ơi. Thế nhưng mà đã đủ đâu. Vẫn còn thiếu. Thế nhưng mà chỗ đây đầy. Đây. Nốt nhá. Nào. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đủ chưa? Đủ kiểm tra rồi. Đủ chưa? Để đây đẩy nào. Đây đẩy nào. Thế ông đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sửa tạm sạch sẽ, sẵn sàng phát sửa sung sướng. Thế con mời ông vào trong. Đủ nước cả người. Đây, ông vào đây. Đây, ông vào luôn đây. Úi dồi. Ông ngồi xuống đây. Luôn. Rồi, từ. Ông cảm thấy nhà con có thoải mái không? Úi dồi, đẹp lắm. Từ, ông cứ bình tĩnh chứ. Ông không thể nào bình tĩnh được. Thế thì ông cũng phải để cho con chuẩn bị đã chứ. Không cần phải chuẩn bị. Luôn. Đây, con kể cho ông cái câu chuyện này nhá. Chuyện này. Hôm qua ở trên đỉnh ấy, có hội thi chim. Các cụ thi nhau mang chim lên đấy khoe. Cụ thì khoe là chim to, cụ thì khoe là chim khỏe, cụ thì khoe chim tốt ông ạ. Chim gì? Vâng. Các cụ vấn đề này tuổi già. Ồ thế á? Ông là ông không đi thi thôi. Ông mà đi thi thì chỉ có mà. Đấy, biết ngay là ông không đi thi mà. Thế nên ấy, ông biết giải nhất thuộc về ai không? Thuộc về thằng Nô nó mới buồn cười ông ạ. Ông thấy buồn cười không?
Ai có buồn cười quá. À thế buồn cười cái gì? Không nhìn con đâu rồi. Con nhìn mặt ông con thấy buồn cười quá. Con này mới điền thôi. Thôi không kể chuyện nữa mà vào luôn sung sướng đi. Thế nãy giờ ông kể chuyện như thế, ông không thấy sung sướng à? Không. Không á? Ừ. Ôi, đây, thế đây đây. Để ông cầm đi. Cái gì đây? Đây. Đây là chuyện cười. Ừ, đem đi. Con bán chuyện cười cho ông nhá. Ông về ông đọc, thế ông thấy buồn cười là ông sung sướng. Đấy, ý con bán sung sướng là bán cái này này. Có nghĩa là mày bán cái chuyện cười này. Vâng. Xong về tao đọc, rồi tao cười là tao sung sướng. Vâng, đúng rồi ạ. Chứ không phải là mày bán cái... Cái gì đấy, hả? Ông nghĩ cái gì đấy hả? Sung sướng ở đây là đọc chuyện cười sung sướng, chứ không phải là cái kia. Tên sư chúng mày. Không sao? Chúng mày định lừa ông à? Chúng mày bán cho ông quyển chuyện cười này mà những 15 hảo. Hả? Mày trả ngay tiền ông này. Ông bỏ ra, ai lừa ông hả? Đấy là ông tự nghĩ như thế chứ ai lừa ông? Này nhá, ông mà động vào người con nhá, con hét toáng lên cho cả làng nghe thế đấy, nhá nhá. Tao lấy tiền. Bắt này này, bố người ta, bố người ta. Thôi con, mồm mày cứ quắc như vịt. Mày nhớ nhé, chúng mày lừa ông mày nhớ nhé. Mày nhớ mặt ông ấy. Nhớ mặt ông ấy. Tiên nhân của chúng nó lừa ông mua sung sướng 15 hào, hóa ra là mua quyền chuyện cười để đọc cho nó sung sướng. Tiên nhân này thì sung sướng. Bà bắt được quả tang rồi nhá. Thế này mà nói với bà là đi tuần mà sang đây à? Hả? Bà đến đây làm gì? Ông đến đây làm gì? Đến đây. Hỏi để... ông đấy. Tôi đến đây để mua sự sung sướng. Đây nhá. Không khảo mà sưng nhá, sung sướng cái gì? Bà bình tĩnh nhá. Ở nhà không chán à, không sung sướng à? Đây này, đây này, mua sự sung sướng. Tức là mua quyển chuyện cười này này, đọc xong cười cho nó sung sướng. Tôi không tin, con hến đâu? Dạ. Dạ đây bà hỏi đây. Dạ. Ông sang đây làm gì? Mày khai cái ra. À dạ bà gọi gì con ạ? Bà hỏi này, có phải ông sang đây mua chuyện cười phải không? Dạ vâng ạ, con vừa mới bán cho ông chuyện cười xong. Đây này, đúng không ông? Đúng. Mua quyển chuyện cười, đọc cái quyển chuyện cười này, xong rồi cười cho nó sung sướng. Thôi, đi về. Mày mà mua chuyện cười đấy, chứ mua cái kia thì chết với tôi. Đấy, chính ông cũng thừa nhận rồi đấy nhá. Con nghe không rõ. Cái điên nhân nhầm này. Bà ơi. Con này. Ông bảo là ông mua chuyện cười, giờ ông đọc cho nó cười cho nó sung sướng. Nhớ mặt ông này. Vâng, ông lại nhà. Đọc chuyện cười cho hay như thế sao còn mắng. Đúng là hại não thật. Chúc chén rượu đào hội Quỳnh Tiên là chúc ta chén rượu đào nhất tuần sơ ta đây hãy uống, mời bác là uống vào là vào, uống vào rồi là sẽ hết đau. Úi trời ơi, nói cứ nghĩ đến cái cảnh ấy mà cái lão phú ấy bị vợ tát dúi dụi mà lại còn vừa bị mất tiền xong nên là tôi cứ thấy nó cứ sướng hết cả người bác ạ. Cũng cảm ơn nhà chú Mõ. Nhờ chú mà tôi cũng được hả hê. Chứ không ngày nào cũng bị đập một trận như thân trâu thân ngựa. Nghĩ mà nhục, có ăn vụng đâu mà cứ bị lôi ra đánh đập cơ chứ. Ôi trời ơi, gió khổ. Thôi được rồi, không ai nói nữa. Cứ cầm cái chỗ tiền này sang ông với thầy lang làng bên mua cái thuốc mà uống, bị nó đấm, nó đá, nó đánh cho này chắc đau lắm phải không? Tôi cảm ơn bác Mõ. Có bác Mõ mới cô Hến thế này. Tôi không biết lấy ơn gì để tôi giả nữa. Ôi trời, thôi đi. Sau cái vụ này là chuyển sang nhà khác mà ở.
Không được. Sao không? Từ đời bố tôi đã nợ tiền nhà ông Phú, đến đời tôi phải ở nợ để còn trả nợ cho ông ấy. Làm sao mà chuyển đi nhà khác được? Nợ thì vẫn còn, chuyển đi nhà khác rồi ông ấy bắt được, ông ấy đập chết đi chứ. Thôi được rồi, từ bây giờ trở đi nhé, nếu mà cái lão Phú ông ấy, lão vẫn còn tiếp tục cái trò hung hăng rồi là đánh người như thế, thì đã có tôi, đã có cô Hến, đã có bà con sẽ nghĩ cách để trừng trị lão, cho lão ấy bỏ cái tính hay đánh người vặt đi đi. Có phải không? Người đúng không? Trông lên trời mấy xanh ngằn ngặt, à ôi à, ngó xuống đất đất rộng thênh thênh, đường đi khúc khuỷu gập ghềnh, càng đi càng thấy mênh mông ở biển trời, cứ đi rồi sẽ tới nơi.